Trước đó vào khoảng giữa tháng 8, một đối tượng trong vụ trộm cắp tài sản mà công an huyện Vị Thủy đang thụ lý liên hệ Nguyễn Thành Thân nhờ giúp đỡ và Thân đồng ý sẽ lo chạy án cho người này không bị khởi tố với số tiền 25 triệu đồng, rồi sau đó hạ giá xuống còn 15 triệu nhưng phải đưa cho Thân 3 triệu đồng để lo trước. Số tiền còn lại phải đưa hết trong vòng 1 tháng. Đến ngày 26 tháng 8, hai bên tiếp tục hẹn nhau tại một quán cà phê ở ấp 11 xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy để đưa thêm 10 triệu đồng tiền chạy án. Khi Thân vừa nhận tiền thì bị công an bắt quả tang. Hiện công an huyện Vị Thủy đang điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.